Bác sĩ ơi, em bị bệnh trĩ thì phải làm sao ạ? Xin chúc mừng. Đây là một căn bệnh khó nói. Vì vậy mọi người đều ngại không dám đề cập đến nó. Bạn đã có một lý do xin nghỉ tuyệt vời. Để tôi làm mẫu cho bạn xem nhé. Sếp ơi, em xin về sớm. Lý do? Em bị trĩ. Giờ như đang ngồi trên cây xương rồng, sếp ơi. Không biết nó có nói thật không? Có đúng nó bị trĩ không ta? Chả nhẽ bắt nó vạch ra cho mình xem. Thôi ok. Sếp ơi, Em xin về sớm. lý do bị trĩ, em xin đi cắt trĩ. Nó đã bị trĩ rồi lại còn phải công khai ra, cũng khổ, thôi tha cho nó vậy. Ok. Sếp ơi, gì nữa ta? Ta. Em xin nghỉ, em bị trĩ. Cậu mới cắt trĩ rồi mà. Cắt xong vẫn bị tái lại, sếp ạ. Và khi hết phép bạn quay về, không một ai dám hỏi thăm bạn, bạn sẽ không bị lộ. Chả nhẽ họ lại hỏi vết chỉ của mày thế nào rồi. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Hãy bình trĩ.